group. Floor. Floor. Tầng. Company. Company. Công ty. Start. 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 Bắt đầu. Lisa cannot stop singing her favorite song. Lisa cannot stop singing her favorite song. Hãy tận hưởng nhé. Enjoy. Enjoy. The kids cannot stop eating this fruit salad. The kids cannot stop eating this fruit salad. The kids cannot stop eating this fruit salad. 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 Let's start playing basketball every Sunday. Smart. Smart. Start. Hãy bắt đầu chơi bóng chuyền vào mỗi buổi sáng chủ nhật. Bóng rổ. Basketball, bóng chuyền là volleyball. Volleyball. Let's start playing basketball every Sunday. Every Sunday. Mỗi buổi sáng chủ nhật, mỗi ngày chủ nhật. Part. Part. Pet. Pet. Part. How do the kids feel today? How? How? House. House. How? Fasten. Fasten. Fatten. Fatten. Fasten. Fasten. Enjoy the movie, Sarah. I'm going to go to the park. I cannot stop running. It's fun, and I feel really good. Hãy xem phim, Sarah. Tôi sẽ đi đến công viên. Tôi không thể ngừng chạy bộ. Nó rất là thú vị và tôi cảm thấy tốt. Người nói là thích chạy. How the does dad feel today? Hôm nay bố cảm thấy thế nào? Oh, you swim every day? How do you feel? Is it fun? I want to start swimming, but I need a class. Can you teach me? Người nói là muốn học bơi. Oh, bạn bơi mỗi ngày phải không? Bạn cảm thấy như thế nào? Nó có thú vị không? Có vui không? Tôi muốn bắt đầu bơi lội, nhưng tôi cần một cái lớp học. Bạn có thể dạy cho tôi không? How do they feel now? Hôm nay họ cảm thấy thế nào bây giờ? Họ có muốn đi bơi không? Nghe này, chúng ta có thể chạy cùng nhau. Nghe này. Nghe này nghĩa là hey. Listen. I cannot stop listening to this song. Tôi không thể ngừng nghe bài hát này. Are you listening? Are you listening? Enjoy. Hãy tận hưởng món salad của bạn nhé. Enjoy your salad. Listen.